chinh đề Azisai ni hongo sentai de ni hongo oshite imasu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Trinh, là giáo viên của trung tâm Nhật ngữ Azisai. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi video học tiếng Nhật của Azisai. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài số 10 trong giáo trình Nano ni hongo. Trước khi vào phần chính của bài ngày hôm nay là phần ngữ pháp thì chúng ta sẽ cùng đi qua một chút từ mới của bài 10 nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau về hai động từ, đó là động từ arimasu và động từ imasu. Cả hai động từ này đều có nghĩa là có và ở, nhưng chúng có sự khác nhau, đó là động từ arimasu là để chỉ sự tồn tại và được dùng khi mà chúng ta nói về sự vật. Còn động từ imasu thì chúng ta cũng chỉ về sự tồn tại, nhưng chúng ta được dùng khi mà nói về con người hoặc là động vật. Ở bức tranh thứ hai thì chúng ta nhìn thấy là mũi tên đang chỉ vào người đàn bà. Vậy người đàn bà trong tiếng Nhật sẽ nói là onanohito, onanohito. Người bên cạnh là người đàn ông, vậy người đàn ông sẽ nói là otokonohito, otokonohito. Bức tranh tiếp theo, mũi tên đang chỉ vào bạn là cô con gái. Vậy cô con gái chúng ta sẽ đọc là onanoko, onanoko. Cậu con trai thì chúng ta sẽ đọc là otokonoko, otokonoko. Từ tiếp theo như trong hình đấy là hai bạn trẻ con đúng không? Vậy từ trẻ con trong tiếng Nhật sẽ đọc là kodomo, kodomo. Tiếp theo chúng ta nhìn thấy trong tranh là con chó, vậy con chó đọc là inu, inu. Bức tranh tiếp theo là con mèo, vậy con mèo trong tiếng Nhật sẽ đọc là neko, neko. Ở bức tranh tiếp theo thì chúng ta nhìn thấy là đang ở trong một căn phòng đúng không? Vậy vị trí đầu tiên chúng ta nhìn thấy đấy là giá sách, vậy giá sách sẽ đọc là tana, tana. Vị trí thứ hai đấy là cửa sổ, vậy cửa sổ sẽ đọc là ba độ, ba độ. Vị trí thứ ba sẽ là cửa, vậy cửa đọc là doa, doa. Vị trí thứ tư là khóa, khóa sẽ đọc là kagi, kagi. Vị trí thứ năm là cái bàn, vậy cái bàn sẽ đọc là teburu, teburu. Vị trí cuối cùng là cái giường, vậy cái giường sẽ đọc là beddo, beddo. Bức tranh tiếp theo, neko, neko wa doko desu ka? Con mèo đang ở đâu? Chúng ta sẽ cùng học về các vị trí mà con mèo đang ở nhé. Vị trí đầu tiên mà con mèo đang ở đó là nó đang nằm ở trên cái ghế, vậy ở trên sẽ đọc là ue, ue. Vị trí thứ hai là con mèo đang ở dưới cái ghế, vậy bên dưới sẽ đọc là sita, sita. Vị trí thứ ba là con mèo đang ở đằng sau cái ghế, vậy đằng sau sẽ đọc là usiro, usiro. Vị trí tiếp theo là con mèo đang đứng ở trước cái ghế, đằng trước sẽ là nae, nae. Vị trí tiếp theo là con mèo đang ở trong cái hộp, vậy ở bên trong sẽ đọc là naka, naka. Vị trí cuối cùng là con mèo đang ở bên ngoài cửa sổ, vậy bên ngoài sẽ đọc là soto, soto. Tiếp theo chúng ta nhìn thấy trong bức tranh là có hai bạn học sinh đang chỉ tay về bên phải và bên trái, vậy bên trái sẽ đọc là hidari, hidari. Còn bên phải mà bạn Lam chỉ sẽ đọc là bên phải sẽ đọc là migi, migi. Tiếp theo chúng ta sẽ học về các từ chỉ vị trí. Bức tranh đầu tiên thì mũi tên đang hướng vào bạn nữ, vậy bạn nữ đứng trước bạn nam thì phía trước sẽ đọc là ma ế, ma ế. Bức tranh thứ hai thì mũi tên hướng vào bạn nữ đang ở phía sau bạn nam, vậy phía sau sẽ đọc là usiro, usiro. Bức tranh thứ ba đó là bạn nam đang đứng ở giữa, vậy đứng ở giữa sẽ là aida, aida. Bức tranh tiếp theo thì mũi tên đang hướng vào bạn nữ là ở phía bên trái sẽ là midari, midari. Nói một cách khác thì bạn nữ đang ở bên cạnh bạn nam, bên cạnh sẽ là tonari, tonari. Từ mới tiếp theo là từ denchi, denchi có nghĩa là pin. Tiếp theo đấy là gấu trúc thì sẽ đọc là panda, panda. Tiếp theo là con voi sẽ đọc là jo, jo. Từ mới tiếp theo là noriba, noriba, noriba có nghĩa là điểm đón tàu xe.
trong hình tiếp ứng thì mũi tên đang chỉ vào hòm thư. Vậy hòm thư trong tiếng Nhật sẽ đọc là posto, posto. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần chính của bài ngày hôm nay, đó là phần ngữ pháp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cấu trúc, đó là cấu trúc đầu tiên là danh từ ga arimasu hoặc là imasu. Cấu trúc thứ hai sẽ là địa điểm ni, danh từ ga arimasu hoặc là imasu. Cấu trúc thứ ba sẽ là danh từ wa, địa điểm ni arimasu hoặc là imasu. Cấu trúc thứ tư đấy là danh từ một là chỉ vật, người hoặc là địa điểm, cộng với no, cộng với danh từ hai là chỉ về vị trí. Cấu trúc thứ năm đấy là danh từ một ya, danh từ hai. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cấu trúc đầu tiên, đấy là cấu trúc danh từ ga arimasu imasu. Imasu có nghĩa là có hoặc là tồn tại, được dùng cho đối tượng là tự chuyển động được như là con người hoặc là động vật. Còn từ arimasu thì được dùng cho đối tượng là không tự chuyển động được, ví dụ như là đồ vật hoặc là thực vật. Vì đây là mẫu câu truyền đạt y nguyên sự tồn tại của đồ vật hoặc là con người, cho nên là khi nói thì chúng ta sẽ thêm trợ từ ga vào sau danh từ chỉ vật hoặc là chỉ con người tồn tại đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần ví dụ. Ví dụ mình muốn nói là mình có chiếc máy tính thì mình sẽ nói như thế nào nhỉ? Máy tính sẽ là computer. Vậy chúng ta sẽ có cả câu là computer ga arimasu. Máy tính là đồ vật và không tự di chuyển được nên chúng ta sẽ dùng là arimasu. Mình sẽ nhắc lại cả câu, đó là computer ga arimasu. Ví dụ tiếp theo trong hình đấy là có trong hình là cây hoa anh đào. Vậy hoa anh đào là sakura. Vậy chúng ta sẽ có cả câu là sakura ga arimasu. Sakura ga arimasu, có cây hoa anh đào. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn vào bức tranh thì chúng ta sẽ thấy là có con chó và con mèo. Con chó và con mèo thì sẽ có thể tự chuyển động được. Vậy chúng ta sẽ dùng với động từ là imasu. Chúng ta sẽ có cả câu là inuto neko ga imasu. Inuto neko ga imasu. Câu này có nghĩa là có con chó và con mèo. Ví dụ tiếp theo chúng ta nhìn thấy là chị Karina đang ôm hai bạn búp bê. Búp bê thì sẽ không tự chuyển động được. Vậy chúng ta sẽ dùng là với động từ là arimasu. Chúng ta sẽ có cả câu là Karina san wa neko ga arimasu. Búp bê là Nihio. Mình sẽ đọc lại cả câu nhé. Karina san wa neko ga arimasu. Chị Karina có búp bê. Ví dụ tiếp theo chúng ta nhìn thấy đó là bạn Taro đang có con chó. Vậy mình muốn nói là bạn Taro có con chó thì mình sẽ nói như thế nào nhỉ? Taro san wa. Taro san wa inu ga imasu. Con chó thì sẽ dùng với động từ là imasu. Mình sẽ đọc lại cả câu nhé. Taro san wa inu ga imasu. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cấu trúc là cấu trúc thứ hai là địa điểm cộng với trợ từ ni cộng với danh từ ga cộng với arimasu hoặc là imasu. Mỗi câu này dùng để biểu đạt ở một địa điểm nào đó có sự tồn tại cái gì đó hoặc là ai đó, địa điểm nơi mà đồ vật hay là con người được tồn tại. Con người tồn tại thì sẽ được biểu thị bằng trợ từ ni. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần ví dụ để hiểu rõ hơn nhé. Như chúng ta nhìn thấy ở trong hình thì mũi tên đang chỉ vào cái bàn. Cái bàn sẽ là tsukue. Nếu ví dụ mình muốn nói là ở trong phòng của tôi có cái bàn thì mình sẽ nói như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ dùng với động từ là arimasu vì cái bàn sẽ không tự chuyển động được. Vậy chúng ta sẽ có cả câu là watashi no heya ni tsukue ga arimasu. Watashi no heya ni tsukue ga arimasu. Ở phòng của tôi có cái bàn. Ví dụ tiếp theo là chúng ta nhìn thấy là ở đây là ở trong công viên thì công viên có rất nhiều người. Vậy người thì chúng ta sẽ dùng động với động từ là imasu. Công viên là koe. Vậy chúng ta sẽ có cả câu là koe ni ohito ga imasu. Koe ni ohito ga imasu. Ở trong công viên có nhiều người. Ở bức tranh tiếp theo thì chúng ta nhìn thấy là ở trong căn phòng thì có đứa bé. Vậy chúng ta sẽ có câu là heya ni kodomo ga imasu. Heya ni kodomo ga imasu. Có nghĩa là ở trong phòng thì có đứa bé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi vào phần luyện tập để có thể hiểu hơn về cấu trúc này nhé. Như các bạn nhìn thấy thì ở trong bức tranh đó là căn phòng thì trong căn phòng thì có rất nhiều đồ đạc. Chúng ta sẽ nhìn thấy thứ tự đó là giá sách là tana. Chúng ta sẽ cùng luyện tập về cấu trúc đó là địa điểm ni cộng với danh từ ga imasu hoặc là arimasu. Ở đây thì trong bức tranh
Heya ni tana ga arimas. Heya ni tana ga arimas. Tiếp theo đó là cửa sổ là mado. Vậy chúng ta sẽ có câu là Heya ni mado ga arimas. Heya ni mado ga arimas. Vị trí thứ ba đấy là cửa, cửa sẽ là doa. Vậy chúng ta sẽ có cả câu là Heya ni doa ga arimas. Heya ni doa ga arimas. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy đó là cái khóa, khóa là kagi. Vậy chúng ta sẽ có cả câu là Heya ni kagi ga arimas. Heya ni kagi ga arimas. Vị trí tiếp theo đấy là cái bàn, cái bàn sẽ là teburu. Vậy chúng ta sẽ có cả câu là Heya, heya ni teburu ga arimas. Heya ni teburu ga arimas. Vị trí số 6 đấy là cái giường, cái giường sẽ là betto. Vậy chúng ta sẽ có cả câu là Heya ni betto ga arimas. Nếu ví dụ mình muốn nói là ở trong phòng của tôi có cái giường thì mình sẽ nói như thế nào nhỉ? Watashi no heya ni betto ga arimas. Watashi no heya ni betto ga arimas. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cấu trúc thứ ba, đấy là danh từ wa, địa điểm ni arimas hoặc là imas. Thì mỗi câu này được dùng để đưa danh từ chỉ vật thể hoặc là người, được, người tồn tại ở trong mỗi câu là địa điểm ni, danh từ ga imas hoặc là imas ở mục 2 nên làm chủ đề và để diễn đạt sự tồn tại đó. Chúng ta sẽ thêm trợ từ quá ở sau danh từ và đưa nó lên đầu câu. Trong trường hợp này thì danh từ phải là thứ chỉ đối tượng mà được cả người nói và người nghe biết đến. Tiếp theo mình sẽ đi vào phần ví dụ. Như các bạn nhìn thấy trong hình thì đây là công viên Tokyo Disneyland ở tỉnh Chiba của Nhật Bản. Bây giờ mình muốn nói là công viên Tokyo Disneyland ở tỉnh Chiba thì mình sẽ nói như thế nào nhỉ? Cụm từ Tokyo Disneyland thì trong tiếng Nhật sẽ là Tokyo Deizurirando. Vậy mình sẽ có cả câu là Tokyo Deizurirando wa Chiba ken ni arimasu. Mình đọc lại nhé. Tokyo Deizurirando wa Chiba ken ni arimasu. Công viên Tokyo Disneyland ở tỉnh Chiba. Ví dụ bây giờ mình muốn hỏi là cái công viên Tokyo Disneyland này ở đâu thì mình sẽ dùng với từ để hỏi là gì nhỉ? Từ để hỏi đây sẽ là doko. Vậy chúng ta sẽ có cả câu là Tokyo Disneylando wa doko ni arimasu ka? Tokyo Disneylando wa doko ni arimasu ka? Công viên Tokyo Disneyland ở đâu? Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cấu trúc thứ tư. Cấu trúc thứ tư này đó là danh từ một chỉ người, vật, địa điểm cộng với trợ từ no cộng với danh từ hai chỉ vị trí. Các từ như ue, shita, mae, usiro, miki, hidari, naka, soto, tonari, chikaku, aida để dùng để biểu thị quan hệ giữa danh từ hai chỉ phương hướng vị trí với danh từ một. Ví dụ ở trong hình thì đang là vị trí, mình sẽ miêu tả vị trí của con mèo so với cái ghế. Bức tranh đầu tiên đó là ở bên trên sẽ là ue. Bức tranh thứ hai con mèo đang ở bên dưới cái ghế, vậy mình sẽ dùng là shita. Bức tranh thứ ba đó là con mèo ở đằng sau cái ghế thì mình sẽ dùng là usiro. Bức tranh thứ ba là con mèo ở đằng trước cái ghế thì mình sẽ dùng là mae. Hình thứ tư đấy là con mèo ở đằng trước cái ghế thì mình sẽ dùng là mae. Bức hình thứ năm đó là con mèo bên trong cái hộp thì mình sẽ dùng là naka. Bức tranh cuối cùng thì con mèo ở bên ngoài cửa sổ, vậy thì mình sẽ dùng là soto. Mình sẽ đi vào phần ví dụ để hiểu rõ hơn nhé. Ví dụ đầu tiên đấy là con mèo đang ở trên cái ghế, vậy cái ghế sẽ là isu. Vậy mình sẽ có cả câu là isu no mae ni neko ga arimasu. Con mèo đó là một con vật đúng không mình? Vậy mình sẽ dùng với động từ là imasu. Mình đọc lại cả câu nhé. Cả câu đó là isu no ue ni neko ga arimasu. Ở trên ghế thì có con mèo. Bức tranh tiếp theo thì là con mèo đang ở bên dưới cái ghế. Bên dưới thì mình sẽ dùng từ là shita. Vậy mình sẽ có cả câu là isu no ue ni neko ga imasu. Isu no ue ni neko ga imasu. Bức tranh tiếp theo đấy là con mèo đang ở trong cái hộp là hako. Vậy mình sẽ có cả câu là hako no naka ni neko ga imasu. Hako là cái hộp. Mình sẽ đọc lại nhé. Hako no
naka ni neko ga imasu, nghĩa là ở trong hộp thì có con mèo. Bức tranh tiếp theo đấy là con mèo đang ở đằng trước cái ghế mình. Vậy mình sẽ có cả câu là isu no mae ni neko ga imasu. Isu no mae ni neko ga imasu, ở trước ghế có con mèo. Hình tiếp theo đấy là con mèo ở đằng sau cái ghế, đằng sau sẽ là ushiro. Vậy mình sẽ có cả câu là isu no ushiro ni neko ga imasu. Isu no ushiro ni neko ga imasu, ở đằng sau ghế thì có con mèo. Bức tranh tiếp theo đấy là con mèo đang ở bên ngoài cửa sổ. Cửa sổ thì sẽ là mado. Vậy chúng ta ở bên ngoài thì sẽ là soto. Vậy chúng ta sẽ có cả câu là mado no soto ni neko ga imasu. Mado no soto ni neko ga imasu, ở bên ngoài cửa sổ thì có con mèo. Mình sẽ đi vào ví dụ tiếp theo. Ví dụ tiếp theo bạn nhìn thấy trong hình đó là có một cô con gái đang ở bên trái của cậu con trai. Vậy mình muốn nói câu là cô con gái ở bên trái của con trai thì mình sẽ nói như thế nào nhỉ? Cô con gái sẽ là onanoko, còn cậu con trai sẽ là otokonoko. Vậy mình sẽ có cả câu là onanoko wa otokonoko no hirai ni imasu. Onanoko wa otokonoko no hirai ni imasu. Cô con gái ở bên trái của con trai. Có một cách diễn đạt khác đó là ví dụ mình muốn nói là cô con gái ở bên cạnh của cậu con trai thì lúc này cũng không phân biệt là bên trái hay bên phải, mà sẽ là chỉ cứ hướng nó là bên cạnh. Bên cạnh sẽ là soba. Vậy mình sẽ có cả câu là onanoko wa otokonoko no soba ni imasu. Mình đọc lại nhé. Câu này sẽ là onanoko wa otokonoko no soba ni imasu, có nghĩa là cô con gái ở bên cạnh của cậu con trai. Mình sẽ đi vào phần ví dụ tiếp theo. Ví dụ tiếp theo thì mình sẽ nhìn thấy trong hình đó là anh Yamada thì đang ở giữa anh Ninh và anh Tanaka. Vậy ở giữa sẽ là Aida. Vậy mình sẽ có cả câu là Yamada-san wa Ninh-san to Tanaka-san no Aida ni imasu. Mình sẽ đọc lại câu đó. Câu đó sẽ là Yamada-san wa Rin-san to Tanaka-san no Aida ni imasu. Câu này có nghĩa là anh Yamada thì ở giữa anh Ninh và anh Tanaka. Tiếp theo mình sẽ đi vào phần vào cấu trúc cuối cùng của bài ngày hôm nay. Đấy là cấu trúc dùng để liệt kê các danh từ mang tính chất đại diện tiêu biểu. Mình sẽ có cấu trúc đó là địa điểm ni cộng với danh từ 1 cộng với danh từ 2. Mình có thể kết hợp với từ nado và hoặc là không, và mình sẽ cộng với từ ga arimasu hoặc là ga imasu. Cách sử dụng của cấu trúc này thì mình sẽ được dùng để nối các danh từ mang tính chất tiêu biểu tượng trưng, nói về nơi ở hoặc là sự hiện hữu của sự vật, của người ở một địa điểm nào đó. Mình sẽ dùng với động từ arimasu khi mà n là động vật, còn mình sẽ dùng với imasu khi mà n sẽ là con người hoặc là động vật. Mình sẽ đi vào phần ví dụ để hiểu rõ hơn nhé. Ví dụ mình đang nhìn thấy ở trong hình thì là ở trong căn phòng. Căn phòng này thì có rất nhiều đồ, ví dụ như là nó có ghế này, có điều hòa này, có giá sách. Ghế thì sẽ là isu, còn điều hòa sẽ là eakon, giá sách thì sẽ là tana. Ví dụ mình muốn nói câu là ở trong phòng có ghế, có điều hòa, có giá sách thì mình sẽ nói như thế nào nhỉ? Trong phòng thì sẽ là heya. Vậy mình sẽ có cả câu là heya ni. Vậy mình sẽ có cả câu là heya ni isu ya eakon ya tana nado ga arimasu. Mình xin đọc lại cả câu nhé. Câu này sẽ là heya ni isu ya eakon ya tana nado ga arimasu. Câu này thì có nghĩa là trong phòng thì có ghế, có điều hòa, có giá sách. Ví dụ tiếp theo như các bạn nhìn thấy trong hình thì ở đây sẽ là ở trong công viên. Công viên sẽ là dokutsu. Ví dụ mình muốn nói là ở trong công viên thì có voi, có gấu trúc, có ngựa thì mình sẽ nói như thế nào nhỉ? Voi sẽ là yo, còn gấu trúc sẽ là panda, ngựa sẽ là uma. Vậy mình sẽ có cả câu là dokutsu ni yo ya panda ya uma nado imasu. Ở đây là động vật nên mình sẽ dùng với động từ sẽ là imasu. Mình sẽ đọc lại cả câu nhé. Cả câu sẽ là dobutsu ni yo ya panda ya uma nado ga
imas. Câu này có nghĩa là ở trong công viên thì có voi, có gấu trúc, có ngựa. Như vậy là chúng mình đã cùng tìm hiểu xong từ vựng và phần ngữ pháp trong bài số 10 của giáo trình Nandoni Hongo. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Azisai để có thể nhận được những video bài học tiếp theo của Azisai nhé. Minasan, arigatou gozaimashita.